Xin kính chào tất cả các anh chị khán thân mến. Và để tiếp tục phê thống nhà đẹp, ngày hôm nay Hằng đi giới thiệu một căn nhà phố tọa lạc ngay vị trí đường kinh doanh đa ngành nghề mà nhà mình với lợi thế ngay căn góc hai mặt tiền đường mà chiều ngang lại còn 5m nữa cả nhà. Một căn nhà duy nhất trên thị trường hiện nay còn sót lại và em đang có mặt tại vị trí trục đường số 59 thuộc phường 14 quận Gò Vấp. Nhà mình cách chợ Thạch Đà chỉ khoảng 10m, ngay mặt tiền chợ Thạch Đà phía ngoài này luôn á. Và kế bên đường Phạm Văn Chiêu kết nối với đường Lê Văn Thọ, Lê Đức Thọ, đường Nguyễn Văn Khối, thông ra đường Quang Trung. Cả nhà mình di chuyển về các quận như là Tân Bình, Tân Phú, quận Bình Thạnh, Phú Nhuận hoặc là sân bay Tân Sơn Nhất chỉ từ 20 phút. Một căn nhà với lợi thế góc hai mặt tiền đường, đường trước nhà của mình hiện hữu rộng từ 6 đến 7 mét, hai chiếc xe ô tô chúng ta di chuyển tránh nhau được, đường chảy nhựa. Kế bên nhà mình là văn phòng công ty, rồi spa, tiệm nail, tiệm tóc, điều gì cũng có luôn cả nhà. Ngay vị trí đường này là kinh doanh gì cũng được luôn, ngay chợ luôn á. Nhà mình mà mở quán cà phê hay là ăn uống gì cũng được luôn cả nhà ơi. Một cặp nhà phố, căn này và căn kế bên là căn hôm nay Hằng đi giới thiệu là căn góc hai mặt tiền đường, nhà đẹp lắm, ngang 5 chiều sâu là 15m, mà mình xây dựng là ngang 5 chiều sâu là 12m cả nhà. Và nhà còn có vỉa hè phía trước nữa chứ. Vỉa hè này thì mình đổ xe ô tô, xe gắn máy rồi, nhà mình kinh doanh mình để bàn ghế rất là tiện luôn. Đường này là đường thông kinh doanh mua bán, thông ra cụm căn hộ chung cư The Dream Home á cả nhà. Một vị trí tương đối đẹp luôn, rồi thông ra trục đường số 53 nữa chứ. Tìm đâu ra một căn nhà thứ hai ngay vị trí đường đẹp như vậy. Khu này là có camera khu phố và nhà mình đã được gia chủ trang bị hệ thống camera bên trong lẫn bên ngoài. Và căn nhà phố hôm nay Hằng giới thiệu khách hàng mình có hai hướng chính. Mặt tiền này là thuộc hướng chính là hướng Bắc, còn mặt tiền bên hông này là thuộc hướng chính là hướng Tây, như các nhà phù hợp với khách hàng có mệnh là Đông tứ trạch hoặc là Tây tứ trạch đều được. Cái cấu chuẩn là một trệt một lửng, 3 lầu thêm ban công sân thượng bên trên. Tính ra nhà mình lên tới 6 tấm lận cả nhà. Xây dựng lên tới 6 tấm lận, ngang 5 chiều sâu là 15m, trong đó là mình xây dựng bên trong là 52, còn 3m vỉa hè phía trước đó nhà ơi. Công năng sử dụng rơm, phòng khách, phòng bếp, khu vực radar ô tô, mặt tiền dùng để kinh doanh. Bên trên có tổng là 5 phòng ngủ, trong đó mình có phòng thờ, ban công sân thượng đầy đủ và gia chủ có trang bị cho mình phòng xông hơi nghỉ dưỡng bên trong ngôi nhà. Và đang được gia chủ rao bán với mức giá là 11 tỷ 200 triệu đồng, giá còn thương lượng cho chủ nhà của mình nữa. Và ngay sau trợ khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50 đến 80% giá trị nhà. Ngay vị trí căn góc hai mặt tiền đường, nhìn rất là thông thoáng luôn á. Bên trên có chỗ ban công, rồi cửa sổ ra bên ngoài. Tìm đâu ra một căn thứ hai mà ngay vị trí đường to như vậy. Đó, đường đẹp lắm luôn á. Và cùng Hằng đi bắt đầu di chuyển qua bên trong ngôi nhà để tham quan nè. Nhà mình chỗ đến 3 cửa luôn nha cả nhà. Và nhà mình với lợi thế tọa lạc ngay vị trí góc hai mặt tiền đường, cho nên được gia chủ mình có chỗ những cái ô cửa sổ ban công ra bên ngoài rất là thoáng luôn cả nhà. Cũng như nhà được gia chủ thiết kế lên tới 3 cửa ra vào lận, 2 cửa chính phía trước thêm một lối cửa phía sau nữa. Và trong khu vực này là 30 căn xây dựng đồng bộ, vị trí tương đối đẹp luôn. Hẻm bên hông là hẻm chạy nhựa rộng 4m nè cả nhà. Xe ô tô mình di chuyển vào bên trong này cũng được. Và đây là lối cửa thứ ba. Lối cửa này mình di chuyển xe máy hoặc là mình đi chợ gì đó, mình không cần mở hai cửa phía trước đâu nha cả nhà. Một căn nhà vị trí quá là đẹp luôn, tọa lạc ngay góc ba mặt tiền đường, căn duy nhất hiện nay còn sót lại trên thị trường cả nhà ơi. Khu này là có camera khu phố tương đối an toàn khách hàng khi mà an cư sinh sống. Và cùng Hằng đi bắt đầu chúng ta ngắm nhìn một lần nữa. Em tiếp tục di chuyển vào bên trong ngôi nhà để cả nhà mình cùng tham quan. Nhà mình lại thuộc hai hướng chính. Hướng phía bên hông này nè, thuộc hướng chính là hướng Tây. Còn mặt tiền phía trước thuộc hướng chính là hướng Bắc. Phù hợp khách hàng mình cứ hướng mệnh là Đông tứ trạch hoặc là Tây tứ trạch, mình vào nhà này đều chọn lựa được căn nhà ưng ý. Và mỗi lớp cửa ra vào như vậy, gia chủ đã để thiết kế cho mình rất là kiên cố và chắc chắn rồi. Đường thì lưu thông kinh doanh đa ngành nghề luôn chứ. Nhà mình kế bên chợ Thạch Đà luôn. Đi chợ ra đây thì tầm khoảng 10m thôi nha cả nhà. 10m ra ngoài đó là ngay mặt tiền chợ luôn á. Còn phía mặt tiền này là mình kinh doanh gì cũng được luôn á. Làm gì cũng ra tiền. Một trệt một lửng, 3 lầu thêm ban công sân thượng bên trên. Tính ra nhà mình lên tới 5 tấm lận, 6 tấm luôn cả nhà, thêm sân thượng nữa. Đẹp chưa? Và khu vực tầng trệt ra vào mình có một vỉa hè phía trước, có thể là đổ xe ô tô, xe gắn máy hoặc là mình mở quán cà phê, quán ăn, kinh doanh công ty gì đó, mình đậu xe rồi để bàn ghế cũng được luôn cả nhà. Và gia chủ trang bị cho mình gồm hai lớp cửa ra vào,
một lớp cửa cuốn bên trong thêm một lớp cửa nhôm sinh pha kính cường lực nữa. Và từ khu vực này nhìn lên bên trên một lần nữa nè. Đó, căn góc hai mặt tiền đường này rồi căn kế bên cũng đang giao bán luôn. Cả nhà mình mua để giữ giá trị đất mình cho thuê có dòng tiền thu nhập hàng tháng cũng được. Và di chuyển vào bên trong, gia chủ thiết kế dành hẳn riêng khu vực này làm gian phòng khách kết hợp với radar ô tô. Đã được gia chủ mình thiết kế hoàn thiện khoảng này, thông tầng nhìn lên bên trên nè cả nhà. Bên trên mình có đèn chùm, trần chìm giật cách, đèn led âm trần. Mẫu kiến trúc hiện đại với tông chủ đạo là màu trắng, nước sơn tường màu trắng. Bên dưới mình lót gạch bóng kiến, chống trầy chống trơn trượt 80-80. Bộ sofa, ghế ngồi đầy đủ luôn á. Đẹp chưa? Được gia chủ mình nhấn nhá, trang trí. Một cái tông màu trắng, thêm mẫu kiến trúc tân cổ điển pha thêm một chút hiện đại cho căn nhà phố này. Và tiếp tục di chuyển vào bên trong, được gia chủ thiết kế cho mình. Cả nhà có thể là thiết kế làm radar ô tô phía dưới này hoặc phía trên này. Mình dời phòng khách xuống dưới này, hoặc mình để thông suốt nguyên một tầng như vậy mình kinh doanh như cả nhà. Gia chủ thiết kế tương đối hợp lý luôn. Đó, kệ tủ tivi khu vực này nè. Rồi phía sau này là khu vực thang bộ di chuyển lên các tầng bên trên. Ốp đá marble, tay vịn bằng trụ gỗ, lan can bằng kính cường lực. Và mình có lavabo đường sôi này cả nhà, cũng như khu vực toilet sử dụng tại tầng trệt. Nhà thiết kế tương đối thoáng luôn á, với tông chủ đạo là màu trắng, mảng tường của mình được gia chủ mình ốp gạch cao vun trần lên trên luôn. Cả nhà mình á mà có kinh doanh mua bán gì đó thì khu vực này quá là thuận tiện luôn á. Và nhìn ra trục đường phía bên ngoài nè, thoáng chưa, đường bên hông rộng lên tới 4m lận. Còn đường phía trước nhà của mình là rộng 6m như cả nhà. Hai chiếc xe ô tô chúng ta di chuyển tránh nhau được. Nhà mình á còn với lợi thế diện tích chiều ngang là 5m, chiều sâu vào là 15m, tương đối rộng và thông thoáng luôn á. Và cùng hàng ni chúng ta ngắm như là một lần nữa. Em tiếp tục di chuyển lên các tầng bên trên này cả nhà mình cùng tham quan. Phân khúc giá bán 11 tỷ, mình vào mình thương lượng dưới 11 tỷ thoải mái nha cả nhà. Căn gốc cho nên gia chủ mình có chỗ những cái ô cửa sổ lớn ban công bên ngoài, cũng như là gia chủ mình có thiết kế cho mình những khung sắt bảo vệ tương đối kiên cố và chắc chắn. Đó, nhìn ra phía trước một lần nữa nè, khoảng thông tầng nhìn lên bên trên. Cả nhà mình quan tâm căn nhà này, hãy liên hệ cho Hằng Ni với số hotline hiển thị bên trên góc trái của màn hình để đến tham quan thực tế và bán ngôi nhà làm việc trực tiếp chính chủ. Gia chủ thiết kế thang bộ nằm ở giữa nhà, cả nhà có thể là kết hợp vừa ở vừa kinh doanh. Mình để nguyên tầng bên dưới này thông suốt, mình sử dụng làm kinh doanh gì gì cũng được. Và Hằng Ni di chuyển lên tầng lửng bên trên, gia chủ dành hẳn riêng khu vực tầng lửng làm gian bếp này cả nhà. Nhà thoáng lắm, ngang 5, chiều sâu là 15m, nhưng mà mình chừa khoảng 3m phía trước làm vỉa hè. Còn bên trong là gia chủ xây dựng là ngang 5, chiều sâu là 12m. Và tầng lửng của mình đã được gia chủ mình trang bị hoàn thiện. Khu vực gian bếp kết hợp với phòng ăn này cả nhà. Mình có bộ bàn ăn 6 ghế, hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới. Được gia chủ sử dụng là chất liệu gỗ an cường, có chống mới mọt, chống mẩm. Và bảo hành hàng mình trong thời gian an cư sinh sống. Trong đó mình có tủ lạnh size by size lớn, bếp âm mặt đá, máy hút mùi. Gia chủ sử dụng cho mình toàn bộ chất liệu gỗ bên trong nhà là gỗ an cường như cả nhà, với tông màu kem cho gian bếp, nhìn rất là nhẹ nhàng mà sang luôn á. Mấy chị mấy cô bước vào khu vực này phải nói là say đắm luôn nè. Lâu lắm rồi Hằng Ni mới thấy một căn nhà ngang lên tới 5m mà thiết kế thông thoáng như vậy, bao bọc xung quanh là những cái ô cửa sổ á cả nhà. Kéo rèm che chắn ra rồi mở cửa ra thì khóc rồi, thoáng luôn á. Khu vực này thì nhà mình tương đối rộng luôn, tính ra là to nhất khu phố luôn á cả nhà. Mình kinh doanh mua bán thì nhìn rất là sáng nhà luôn. Khu vực quầy bar mini ở đây nữa nè. Đó, tuyệt vời chưa? Quầy bar ghế ngồi rất là chill luôn. Còn ở đây gia chủ có thiết kế cho mình một cái tấm rương soi trang trí nè, nhìn rất là hợp lý luôn cả nhà ơi. Và khoảng thông tầng nhìn xuống bên dưới, từ tầng bên trên nhìn thông tầng xuống bên dưới, khu vực tầng trệt bên dưới nè. Đó, nhà mình quá là rộng luôn. Cả nhà mình có hai chiếc xe ô tô thì mình đậu bên trong lẫn bên ngoài đều được luôn á. Và cùng Hằng Ni chúng ta ngắm như là một lần nữa. Em tiếp tục di chuyển lên các tầng bên trên để cả nhà mình cùng tham quan. Hệ thống tủ rượu, tủ trưng bày đã được gia chủ mình đầu tư hoàn thiện. Gian phòng ăn thiết kế tương đối phù hợp luôn. Và di chuyển tiếp tục lên tầng tiếp theo để cả nhà mình cùng tham quan nè. Nhà mình bên trên có tổng là 5 phòng ngủ nha cả nhà, đầy đủ cho một đại gia đình của mình an cư sinh sống. 5 phòng, mỗi tầng như vậy sẽ có 2 phòng, phòng phía trước và phòng phía sau. Phòng ngủ đầu tiên nằm ở phía sau. Tuy là phòng phía sau nhưng mà gia chủ thiết kế nhờ vị trí nhà của mình là căn góc hai mặt tiền đường á, cho nên gia chủ mình có chỗ những cái ô cửa sổ ở bên ngoài thoáng lắm.
Trong phòng ngủ của mình là mình có giường ngủ nè, tủ quần áo, hệ tủ tách đầu giường, mảng tường mình ốp những cái tấm làm gỗ ở cả nhà. Gia chủ sử dụng cho mình toàn bộ là chất liệu gỗ an cường, cũng như là tủ quần áo, nằm máy lạnh dành riêng cho mỗi phòng. Rồi bên đây là kệ tủ tivi, bàn trang điểm. Ô cửa sổ mở ra bên ngoài, máy lạnh đầy đủ luôn á. Và mỗi phòng như vậy đều có thiết kế toilet sử dụng riêng cho mình. Đó, toilet sử dụng riêng bên trong nè cả nhà. Đầy đủ các trang thiết bị, gạch ốp cao phun trần lên trên luôn. Và bên trên này gia chủ còn thiết kế cho mình một cái ô cửa sổ nhỏ nhỏ nữa nè, mở cửa ra thoáng lắm nha cả nhà. Và hàng đi di chuyển tiếp tục phòng ngủ tiếp theo để cả nhà mình cùng tham quan. Phòng ngủ thứ hai nằm ở phía trước, với lợi thế diện tích chiều ngang là 5m, cả nhà mình mua ngôi nhà này về để an cư nghỉ dưỡng, mình để cho thuê có dòng tiền thu nhập hàng tháng, mình giữ giá trị đất nha cả nhà. Lâu lắm rồi mới thấy một căn nhà ngang 5 như vậy. Và toilet sử dụng riêng cho phòng phía trước, mình có vòi tắm hoa sen đứng, phòng vệ sinh, lavabo đun sôi, gạch ốp cao phun trần lên trên luôn. Và khu vực phòng phía trước nè, rèm màn cửa rồi ban công trở ra bên ngoài, trong đó mình có giường ngủ massage nè, hệ tủ tách đầu giường, ban công, ô cửa sổ rất là đầy đủ luôn rồi đó. Rèm màn cửa hai lớp tương đối thoáng luôn. Hằng đi di chuyển ra ngoài ban công để cả nhà mình cùng xem thử nè. Đó, mở cửa ra thoáng lắm nha cả nhà. Đây, kế bên nhà mình nó là mở spa, tiệm nail, tiệm tóc đầy đủ luôn á. Một căn nhà ngay vị trí trục đường kinh doanh đa ngành nghề luôn cả nhà. Đường bên dưới thì trải nhựa rất là thoáng luôn, ngay vị trí kinh doanh luôn rồi. Tìm đâu ra một căn thứ hai nằm trong một cách giá bán 11 tỷ hơn. Mình vào mình thương lượng dưới 11 tỷ thoải mái. Hằng đi có một mức giá nội bộ cam kết giá tốt nhất thị trường hiện nay để cả nhà mình sở hữu căn nhà này. Giường ngủ massage nè cả nhà, tuyệt vời chưa. Bên dưới là gia chủ mình lót gạch giả gỗ á. Và di chuyển tiếp tục lên tầng tiếp theo để cả nhà mình cùng tham quan. Cả nhà mình quan tâm căn nhà này, hãy đến cùng Hằng Ni tham quan thực tế và bán ngôi nhà làm việc trực tiếp chính chủ. Hoặc có là mình cần tìm nhà phố các quận như là quận 1, quận 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, quận Tân Bình và những căn biệt thự các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, hãy bấm vào kênh YouTube Nhà Đất Hằng Ni. Trên kênh của em có hơn 1.000 căn nhà, khách hàng mình lựa chọn ngay một căn nhà ưng ý nhất với giá bán hợp lý nhất. Và Hằng Ni đang có mặt tại khu vực phòng ngủ tiếp theo. Được gia chủ thiết kế cho mình một phòng ngủ master tương đối rộng và thông thoáng luôn. Phòng này sẽ nằm ở phía trước nha cả nhà. Và toilet sử dụng riêng. Đó, bên trong đầy đủ các trang thiết bị nội thất, gạch được gia chủ mình ốp cao phun trần lên trên. Và phòng phía trước nè, mình có giường ngủ, bàn trang điểm, hệ tủ tách đầu giường, cũng như là ban công trở ra phía trước. Khu vực ban công này gia chủ sẽ thay đổi vị trí so với bên dưới. Hằng đi ra ngoài thử cả nhà mình cùng xem thử nè. View thoáng lắm cả nhà ơi. Lên bên trên sân thượng đường nước là mát luôn á. Nhìn xa xa ra là sân đá bóng nè cả nhà. Và bên đây là cái bồn để trồng cây trồng hoa nè. Mình có kệ tủ tivi, ô cửa sổ mở ra bên ngoài. Hệ thống tủ quần áo đã được gia chủ mình trang bị hoàn thiện. Bên dưới vẫn là lớp gạch giả gỗ với tông hiện đại. Nhìn nhà mình tương đối nét luôn á. Và hiện tại là của mình nãy giờ Hằng đi quay là 3 phòng ngủ rồi. Hằng đi di chuyển tiếp tục một gian phòng tiếp theo không thể bỏ qua. Phòng xông hơi đá nóng, phòng spa chăm sóc da ngay chính ngôi nhà của mình. Đó, có bộ bàn trà, ghế ngồi, kệ tủ để đồ đầy đủ luôn. Ô cửa sổ mở ra bên ngoài, còn khu vực bên này là lavabo đun sôi, bồn tắm sụp, bồn tắm nằm. Phòng xông hơi đá nóng quá cả nhà. Thoáng quá ha. Tuyệt vời chưa? Nhìn rất là chill luôn á. Và đặc biệt căn phòng này gia chủ còn cất là thiết kế cho mình nữa cả nhà. Ở đây nè, mình có khu vực bồn vệ sinh rồi lavabo đun sôi đầy đủ luôn nè. Đó, căn phòng này cả nhà mình nếu mà sử dụng làm phòng spa chăm sóc da như vậy, hoặc có nhà mình đông thành viên mình cần nhiều phòng lên tới 6 phòng ngủ á, thì căn phòng này có thể là đi coi thiết kế lại thêm một phòng ngủ cũng được, gia chủ sẽ thiết kế lại cho cả nhà mình luôn. Và đi di chuyển lên tầng tiếp theo để cả nhà mình cùng tham quan. Khách hàng mình quan tâm căn nhà này, hãy đến cùng Hằng Ni tham quan thực tế và mua bán ngôi nhà làm việc trực tiếp chính chủ cho một căn nhà phố 11 tỷ 200 triệu đồng như cả nhà. Mình vào mình làm việc với chính chủ và mua bán với giá bán hợp lý nhất, vào thương lượng dưới 11 tỷ thoải mái luôn cả nhà ơi. Và phòng ngủ thứ 5 bên trên này
cho chủ thiết kế để chống cho mình nè. Cả nhà mình cần phòng ngủ thứ năm hoặc là phòng yoga, đọc sách, uống trà đều được, gia chủ sẽ thiết kế hoàn thiện cho mình. Bên dưới là mình lớp gạch trả gỗ, cả nhà vẫn là toilet sử dụng riêng cho căn phòng này bên trong. Cũng đầy đủ các trang thiết bị luôn nè. Và khu vực phòng tiếp theo. Cũng có toilet sử dụng riêng luôn, đầy đủ các trang thiết bị nha cả nhà. Gạch ốp cao phun trần lên trên. Nét chưa? Và gian phòng này cũng có ban công mở cái bên ngoài, cái này có thể là sử dụng làm phòng này, làm phòng thờ ông bà tổ tiên, tùy theo phong tục tập quán của gia đình mình. Phòng karaoke, phòng sinh hoạt chung, phòng làm việc, phòng hầm rượu bên trên này cũng được luôn á. Một cách này mình cần để coi thiết kế những cái mô típ phòng như nào thì bên Hằng Nhi cũng có hỗ trợ luôn. Hoặc là với khách hàng mình đang có một căn nhà phố, mình cần diện tích để mình xây dựng thì hãy liên hệ cho Hằng Nhi. Em sẽ hỗ trợ đơn vị thiết kế xây dựng những căn nhà phố, nhà đẹp tại quận Gò Vấp nha các nhà. View thì nhìn ra khu vực sân bóng, sân banh nè, nhìn rất là mát và thoáng luôn á. Mở cửa ra thật sự là nhà mát lắm cả nhà ơi, vừa mát vừa thoáng, thông thoáng lắm. Hãy đến cùng Hằng Nhi tham quan thực tế thử căn này để làm việc với chính chủ phòng mua bán với bán hợp lý nhất cho một căn nhà phố ngang 5, xây dựng là 12 mét nha cả nhà, còn tổng là ngang 5, chiều sâu là 15, thêm 3 mét vỉa hè phía trước nữa. Và Hằng Nhi di chuyển tiếp tục lên tầng tiếp theo để cả nhà mình cùng tham quan. Mình còn sân thượng trước, sân thượng sau nữa. Bên trên nó được gia chủ mình thiết kế ô cửa sổ nên lấy sáng trực tiếp cho ngôi nhà của mình vào ban ngày, đầy đủ ánh sáng tự nhiên. Và sẽ có khu vực bàn trà, ghế ngồi bên trên này. Nếu cả nhà mình sử dụng bên dưới lên tới 6 phòng ngủ thì mình để khu vực phòng thờ bên trên này cũng được nha cả nhà. Đó, có bàn trà, ghế ngồi tương đối thoáng luôn rồi, và có sân thượng phía sau nè. Mở cửa ra mát lắm. Hai căn nhà mình với căn kế bên là to nhất khu này luôn á, cho nên rất là thoáng nha cả nhà. Nhìn view ra khu chung cư căn hộ ở mặt tiền Phạm Văn Chiêu á, rồi khu nhà cao tầng nè, nhà mình rất là to luôn, vừa thoáng vừa mát nữa chứ. Tầng tâm bên trên này đặt bồn nước, cái máy nước nóng năng lượng mặt trời nè cả nhà. Và mình còn sân thượng trước nữa, khu vực trồng cây trồng hoa, khu vực tổ chức tiệc nướng BBQ. Lên đây nhâm nhi một ly trà, một ly cà phê, gia đình mình quây quần bên nhau, một không khí rất là mát luôn đó. Mình thiết kế một khoảng sân vườn bên trên này cả nhà ơi. Xung quanh này thì có rất là nhiều trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 luôn, cũng như là trường mầm non đầy đủ luôn á. Một ngôi nhà này về gia đình mình an cư nghỉ dưỡng thì quá là hợp lý. View thì ra sân banh, sân bóng ở đây luôn nè, nhà kế bên chợ luôn. Trong tiện ích rất là nhiều luôn, cả nhà mình đi trung tâm thương mại đi mua sắm thì ra E-mart cũng được. Và video của Hằng Nhi đến đây cũng kết thúc rồi. Hằng Nhi chân trân trọng cảm ơn các bạn mình rất là nhiều, luôn đón xem và ủng hộ cho em. Cũng như khi xem hãy nhớ cho em một lượt đăng ký kênh và đừng quên bấm bật thông báo để nhận video mới mỗi ngày. Và trước khi kết thúc video, Hằng Nhi xin gửi lời cảm ơn một lời chúc đến đại gia đình của mình. Các cô chú anh chị luôn có sức khỏe, an yên và tràn đầy hạnh phúc. Và mình đón một năm 2024, một năm vạn sự như ý nha cả nhà. Đó, bên phía bên hông này cũng là thiết kế một cái ô cửa sổ mở ra nữa. Nhà bao bọc xung quanh là rất là thoáng luôn. Và Hằng Nhi xin hẹn cả nhà mình video tiếp theo nhé. Chào tạm biệt. Bye bye.